Trên cánh đồng ấp 3 xã Phương Thịnh huyện Cao Lãnh, khi mặt trời mọc cũng là lúc đàn cò trắng xà xuống rồi cò quắm đen bay về. Sau cùng là đàn cò ốc xuất hiện khiến bức tranh ngày mùa thêm sinh động. Để giữ được số chim cò này, người dân đã triệt xóa các bẫy chim trời cùng chính quyền phát hiện xử lý các đối tượng bẫy chim. Người ta bắt thì chủ yếu là người ta bắt người ta bán thôi, chứ người ta đâu có nghĩ là thiệt hại của mình. Đó, rồi dân đây người ta không chịu, người ta đi báo. Người ta báo người ta kêu xuống. Nỗ lực này đã có phần làm cho các loài chim cò quay về đây thường xuyên hơn, có phần không nhỏ trong việc quản lý dịch hại, giảm chi phí sản xuất cho nông dân. Con cò ốc nó vậy chứ nó hay lắm. Nó mà chịu lụm cái là anh đỡ một công là khoảng 100 ngàn là chuyện bình thường á. Chị đi dặm lúa mười mấy ngày gài, chị thấy là cò ốc đồ nó xuống ăn lúa đồ, thấy vui lắm. Hừng sáng là mình ra là mình thấy nguyên bầy cò nó ăn ốc. Những ngày này trên các cánh đồng, các loại chim trời quay về nhiều hơn, báo hiệu môi trường sống được an toàn và thân thiện.